Giành giật của người ta. Nè. Con mất nết vậy? Con mất nết quá vậy? Đút con mới ăn là sao? Nè, Sam. Bánh tráng ớt mà hắn cũng ăn nữa. Mệt con mèo. Mệt mệt á. Mấy bữa chê. Ăn đi. Nè. Chị ở bên đường bên kia có nghe kêu đứa nào sốt xuất huyết chết đó ghê thiệt ạ. Xong rồi đó.